trước thì có mình chị bán à, sau này thấy hình như cũng có một vài chỗ bán đó, nhưng mà người ta làm không giống chị, người ta làm dẹp dẹp lại. Tôm tươi, tôm bạc đó, ở ngoài biển là ta bán 20 đó, ở đây mình bán học sinh mình chỉ bán vậy thôi. Cũng khen, khen thì người ta mới ăn được mười mấy năm được cái nó tươi á, ta ăn người ta cũng thích, người ta cũng yên tâm. Cá nó dai, nó lạ nè, nó thơm thơm, còn ngoài nó giòn giòn, ăn nó hay hay, chung ăn nó cũng cuốn. Có bạn ăn được 100 viên luôn. Tương này cũng là đặc riêng đó, chứ ở Vũng Tàu không có bán đâu. Nó không có quá chất để mau hư, tương là tự xay luôn. Chị là chị bị dị ứng với cái chất tẩm ướp, chị ăn từ đó giờ không bị gì hết trơn á. Thì đồ của chị là đồ an toàn rồi đó em. Chị bán cá cớm nè, tôm chiên bột với lại hoành thánh, xúc xích, phô mai đồ. Góc ngã tư Nguyễn Thái Bình, gần trường học Nguyễn An Ninh, 15-16 năm vậy đó. Hồi đó đi ăn thấy nó ngon ngon, cái mình về mình mò mò, cái mình bán, mình thấy được thì mình bán luôn. Thì ví dụ mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? Mình bán từ 4:30 em nha, cá cớm đây em, cá cớm, hoành thánh với lại tôm. Là tại vì mình làm ở nhà hết á. Đúng không, cái này là bên xưởng nó chị cá của mình, nhưng mà nhà mình á là mình đưa qua bên xưởng cho nó đọc xương, tại vì mình dình quá chứ ngồi nạo thì lâu lắm em. Đúng rồi em, đọc xương bằng máy nha, mình về là mình quét thôi, quét lâu em nha. Một lần thì quét một thao vậy là khoảng, bà thì bà tay bà yếu mà quét lần 5 kg thôi, chị thì chị nhồi cũng cỡ đó thôi, 5 kg cũng nhiều nhiều, cục này là 3 kg rồi nè em. Tôm không làm thêm nhiều, chị bán được. Làm sao nổi em, làm không nổi mà quét cũng không nổi mà còn bán cũng không nổi luôn. Giữ sức khỏe thì ngày nào mình cũng bán ở đây, ngày nào cũng bán, nghỉ ngày nào hết nha. Lâu lâu có việc gì hay là mệt quá thì mới nghỉ ngày thôi, có khi tháng nghỉ ngày, có khi tháng cũng không nghỉ ngày nào. Lễ Tết cũng không, chỉ có Tết nha em, Tết nghỉ. Tết là như nghỉ tới có khi mùng 4, có khi mùng 6. Cái món này thì ở đây có ai bán không hay gì đó, mình độc quyền mình chị à? Chị cũng không biết nữa, hồi trước thì có mình chị bán à, sau này thấy hình như cũng có một vài chỗ bán đó, nhưng mà người ta làm không giống chị, người ta làm dẹp dẹp lại. Tôm thì 5.000, hoành thánh thì 2.500. Hoành thánh với chị là nhân thịt, là thịt đặc đúng không, chị không độn? Đúng rồi, không độn vậy đó, có thịt heo với thịt ức gà. Tôm của mình là tôm, tôm tươi, tôm bạc đó. Bao nhiêu tiền mấy con chị? Một cây vậy là 5.000, 5.000 ba con nè. Ở ngoài biển là ta bán 20 đó, ở đây mình bán học sinh mình chỉ bán vậy thôi. Chị dọn ra là nó khách chờ đông rồi hả chị? Đúng rồi em, có nhiều khách order nữa. Ở đây chị có nhận đặt trước luôn nha. Mấy bạn đặt thì mấy bạn điện thoại, hoặc là mấy bạn đến mấy bạn dặn, thấy đông quá thì dặn rồi đi nửa tiếng, 1 tiếng nha, mấy bạn quay lại là chị chiên cho mấy bạn lấy. Chứ nhiều khi mà bắt đứng cũng đông quá cũng mệt lắm, nóng thấy mồ luôn. Đúng rồi, khách du lịch thì mới đây thôi em, đa phần là chị bán địa phương, mấy bạn học sinh trong là sinh viên trong gia đình người ta lấy, người ta cũng ăn rồi đó, vậy chị bán lâu rồi. Mình là đồ mình tự làm, có chất lượng không, mấy đồ đặc lạnh. Ừ đúng rồi em, được cái nó tươi á, ta ăn người ta cũng thích, người ta cũng yên tâm. Thì cũng khen, khen thì người ta mới ăn được mười mấy năm, chứ không khen chứ là sao ta ăn. Thì nó lạ nè, nó thơm thơm mà nó cá nó dai, còn ngoài nó giòn giòn, ăn nó hay hay kiểu vậy á. Tại vì cái này là món ăn giặt thôi, nó cũng không đặc sắc gì, nhưng mà nói chung ăn nó cũng cuốn. Có bạn ăn được 100 viên luôn. Chị có chả cá của mình ăn kèm với gì chị ha? Chả cá của mình ăn kèm dưa leo với lại đu đủ muối chua thôi em. Tương ớt với tương đen thôi, tương tự nấu nha. Tương này là tương này cũng là đặc riêng đó, chứ ở Vũng Tàu không có bán đâu. Tự đặc riêng của mình. Đúng rồi, Vũng Tàu này người ta không có bán cái tương đó, tự vì cái tương đó để rất là mau hư. Nó không có quá chất để mau hư, tương là tự xay luôn. Thành ra là tương này đặc riêng, nấu riêng. Hôm bữa trước chị chia sẻ em là chị bị dị ứng với cái đồ hấp tương á. Ờ đúng rồi, chị bị dị ứng quá chất. Nên là đồ của chị là thì đồ của chị là đồ an toàn rồi đó em. Chị ăn từ đó giờ không bị gì hết trơn á. Chị là chị bị dị ứng với cái chất tẩm ướp, chứ không phải quá chất nữa, nó quá chất là tầm bậy. Mấy cái đồ tẩm ướp rồi vô đồ ăn á, ăn là sẽ bị nổi, ăn là sẽ nổi mì đay. Nói chung là mình sẽ kỹ càng tí, nói chung mình bán ở đây, trường này là trường của nhà giàu đó. Mà đứng đây bán, học sinh ở đây ăn bao nhiêu năm rồi. À,
không, ở xa thì chị không bán đem về nha. Tại vì chị cũng nói luôn là chị không bán đem về. Tại vì cái món này là món chiên ăn nóng mà mấy bạn đem về nó không có ngon nữa đâu. Nên là thường có mấy bạn mua về thì chị nói muốn mua về á thì dặn chị trước ngày chị làm cá ở nhà, rồi xong ghé vô nhà lấy, nhưng mà là lấy sống. Chị đưa cho đầy đủ nguyên liệu. Bán đâu thì có khách nào ấm tượng của họ kia, như họ là bị cho họ đông như thế nào, mua nhiều thì ấm tượng không? Ừ, chị bán cắm mặt luôn, chị không nhớ kỷ niệm chứ có. Chỉ có học sinh nó đến đây rồi nó xếp bàn dài dài, nhiều khi nó làm sinh nhật ở đây cũng có. Nó đặt ra đây nè, như là học sinh nó ăn sinh nhật ở đây nè. Đúng rồi em, là bếp nó sẽ cháy từ lúc ra cho đến lúc tắt luôn.